Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Cuối năm rồi, chuẩn bị sắm điện thoại mới thôi đúng không? Tuy nhiên thì bây giờ để mà lựa chọn phân khúc nào thì chắc là tầm 6 đến 8 triệu sôi động nhất. Một phần là chúng ta có nhiều sự lựa chọn, nó cân bằng về cái yếu tố giá cả. Và hiện tại bây giờ thì những cái điện thoại chính hãng nhá, tầm 6 đến 8 triệu cũng đã càng ngày trở nên nó càng ngon hơn. Thậm chí là còn có một vài những sản phẩm mà trước đây nó được giảm giá xuống, nhưng bây giờ nó kiểu đúng nghĩa là giá trị thực, dùng nó là rất là ngon. Thì hôm nay mình sẽ muốn mang đến cho các bạn một vài những sản phẩm có thể nói là dễ lựa chọn nhất và nó dễ tiếp cận trong cái tầm giá từ 6 cho đến 8 triệu chính hãng. Mình nhắc lại nha, đây là top những chiếc điện thoại chính hãng mà mình nghĩ rằng là nó sẽ ổn nhất để các bạn lựa chọn 5 chiếc điện thoại. Ngoài ra thì chúng ta còn có vô số nhiều những sản phẩm khác nữa cơ. Tuy nhiên thì hàng chính hãng cho nên yên tâm. Và mình tham khảo tại Hoàng Mobile, một trong những nơi bán điện thoại chính hãng có thể nói là giá rẻ top 1 và hậu mãi top 1 tại Việt Nam. Anh em quan tâm thì đường link phía bên dưới và chúng ta sẽ bắt đầu với cái tên đầu tiên nha. Cái tên đầu tiên thì nó là một cái điện thoại ra mắt từ khá là lâu và nó được giảm giá xuống sau một khoảng thời gian. Thì bây giờ giá quá tốt luôn, đó là con Galaxy S20 FE. Rõ ràng cái máy này thì chúng ta cũng đã nói quá nhiều rồi, thiết kế thì bây giờ nó cũng khá là củ chuối, không có thứ gì nó ấn tượng. Thế nhưng bản chất nó vẫn là một cái điện thoại thuộc dòng S và nó có nhiều tính năng của flagship. Ví dụ như nó có kháng nước này, ví dụ như nó có sạc không dây này, ví dụ như nó có cái hệ thống camera rất là xịn sò này, nó có khả năng quay video rất là tốt này, hay là cái hiệu năng của nó thì với Snapdragon 865 phiên bản 4G thôi, không phải là 5G, thì trong cái tầm giá này của nó vẫn đáp ứng một cách rất là tốt cái nhu cầu cơ bản của mọi người. Cái vấn đề của Galaxy S20 FE nó chỉ đến từ cái nhiệt độ của nó nóng lên quá là nhanh, cũng như cái thiết kế của nó thì nó là nhựa, nó không phải là kim loại, nó không phải là xịn sò cho lắm. Nhưng mà trong cái tầm giá này thì cũng toàn là nhựa, chúng ta phải chấp nhận thôi chứ đòi hỏi cái gì nhiều, đúng chưa? Bản chất bây giờ chúng ta đã có Galaxy S23 FE, thì các bạn cũng hiểu là Galaxy S20 FE ấy, nó cũng đã ra mắt một khoảng thời gian khá lâu. Và nếu như các bạn chấp nhận được một vài những yếu tố nó hơi lâu một tí, thì rõ ràng đây vẫn là một chiếc điện thoại rất tốt trong cái tầm giá chỉ khoảng tầm 7 triệu chính hãng như thế này. Ok, sản phẩm thứ hai ấy, đó là con Xiaomi 12 Lite. Con Xiaomi 12 Lite này thì nó cũng đã ra mắt được khoảng hơn một năm. Cái máy này thì có một cái điểm cộng rất tuyệt vời, đó là cái thiết kế rất đẹp, mỏng, gọn, nhẹ, đẹp. Tuy mỏng như thế nhưng hiệu năng nó vẫn mang lại là cực kỳ là tốt với một con Snapdragon đầu 7. Thì bản chất với một cái điện thoại mà nó hướng đến cái xu hướng đấy là mỏng, gọn, nhẹ, thời trang, thì cái yếu tố mà nó cần phải ghi điểm đó là cái thiết kế. Thì rõ ràng là Xiaomi 12 Lite rất là đẹp, nó vẫn có một hệ thống camera đủ tốt nhá, camera chính vẫn chụp rất là ngon và camera selfie có thể nói là xuất sắc trong cái tầm giá. Và bên cạnh đó thì với một con Snapdragon đầu 7 kết hợp với thời lượng pin đủ dùng và sạc nhanh cũng là 67W cũng cứ là ok, thì nó vẫn đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu của mọi người. Với bản thân mình đánh giá là nó không thiếu một thứ gì cả, thậm chí có nhiều đứa bạn của mình muốn tư vấn mình một cái máy nào trong cái tầm giá đấy ok. Thì hồi năm ngoái mình còn tư vấn cả mấy con như Xiaomi 10 Lite, 11 Lite rồi 12 Lite chơi hết. Tại vì sao? Nó đẹp, chúng nó không chơi game thì không nhất thiết phải mua những con cấu hình thật mạnh để làm gì cả. Chúng ta cần một con máy nó ổn định, nó đẹp trước đã, nó có pin ok trước đã, hiệu năng đủ dùng là được rồi. Thì rõ ràng cái dòng Xiaomi Lite này nó đang làm quá tốt những thứ mà nó được định hướng đến. Cái quan trọng ở đây là liệu các bạn có cần một thiết bị như thế hay là không mà thôi. Còn nếu như các bạn cần thì rõ ràng nó là một sự lựa chọn thực sự rất ok trong cái tầm này. Rõ ràng chúng ta có thể tìm thấy một vài những chiếc điện thoại khác của Xiaomi nhá, có cấu hình mạnh hơn con Xiaomi 12 Lite, hay thậm chí bây giờ là cả 13 Lite. Nhưng mà rõ ràng xét về yếu tố tổng hòa nhiều thứ thì Xiaomi 12 Lite với cái tầm giá của nó tại Hoàng Mobile thời điểm này, lúc mình đang làm video này là nó quá tốt luôn nha các bạn nhé. Các bạn có thể tham khảo mà xem. Giá, trải nghiệm rất ngon luôn. Sản phẩm thứ ba, nó là một cái sản phẩm hơi tiếc nhẹ là mình chưa có thời gian mình lên cái video về cái máy này. Đó là con Honor X9A 5G. Honor X9A 5G có thể nói là cái điện thoại đánh dấu sự quay trở lại của Honor tại Việt Nam. Và nó hướng đến một cái phân khúc nó trung cao. Và nó có khá nhiều thứ mà khiến cho mình khá là bất ngờ đấy. Ví dụ nha, nó có cái thiết kế rất đẹp, viền màn hình mỏng, thậm chí nó còn áp dụng luôn là cái màn hình cong. Nó có cái thiết kế phần mặt lưng camera phải nói là xuất sắc luôn. Trong cái tầm giá này thì đây là một trong những thiết kế xuất sắc nhất mà các bạn có thể thấy. Nó cũng có một hiệu năng đủ tốt với một con chip đến từ nhà Qualcomm Snapdragon. Nó cũng có thời lượng pin đủ tốt và thậm chí cũng vẫn có sạc nhanh, tuy không quá nhanh khoảng tầm 44W thôi, nhưng vẫn cứ là đủ để các bạn có thể sử dụng và trải nghiệm. Cái điểm cộng của những con điện thoại đi từ Honor, cái con máy này thì mình cũng có cầm trên tay ở sự kiện, thì mình nhận ra một điều đấy là cái camera của nó thực sự là rất là ok. Các bạn chụp bình thường ngon, chi tiết tốt, thậm chí các bạn chụp
Chân dung xóa phông cũng cực kỳ ấn tượng. Và cái UI của nó trong quá trình chúng ta sử dụng thì nó rất là mượt mà. Cái Honor này nó sẽ sử dụng một cái phần mềm được tùy biến gọi là Magic OS. Thì bản chất nó vẫn giống như là Harmony OS trên mấy con Huawei thôi. Thì mình cũng đang sử dụng Huawei, mình cũng biết được cái Harmony OS nó mượt và nó ok như thế nào. Thì cái Magic OS nó cũng tương tự là như vậy. Mình cũng đã review một vài những sản phẩm đến từ Honor trong thời gian gần đây và mình đều đánh giá rất cao cái UI mà nó mang lại là tốt như thế nào. Thì Honor X9A phiên bản 5G này cũng tốt tương tự là như thế. Có chăng cái vấn đề là nó dùng chip hơi yếu so sánh với cái giá niêm yết của nó mà thôi. Thế nhưng mà bây giờ các bạn có thể tham khảo giá tại Hoàng Hà quá tốt để chúng ta tiếp cận với chiếc điện thoại này. Thì rõ ràng cái yếu tố mà chúng ta hay nói về việc mà cấu hình nó không tương xứng với giá nó không còn nữa. Giá bây giờ đã tốt, cấu hình cũng đủ tốt với cái tầm giá. Bên cạnh rất nhiều những cái trải nghiệm liên quan đến màn hình, hiệu năng này, đặc biệt là cái camera. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Comment phía dưới. Sản phẩm thứ tư, Galaxy A34 5G. Cái này chắc là không cần phải nói quá nhiều nữa rồi. Có kháng nước này, hiệu năng đủ tốt này, thương hiệu quá ok này. Quan trọng hơn cả là trải nghiệm về mặt gaming các thứ thì vẫn cứ phải gọi là ổn áp. Nói chung là Galaxy A34 5G nó là một cái điện thoại mà mình phải dùng một cái từ đấy là nó không có thứ gì đấy nó quá wow so sánh với những con như kiểu Galaxy A54 các thứ. Nhưng mà nó lại mang lại một thứ gì đấy nó rất là ổn. Riêng về cái khoản nó có tiêu chuẩn kháng nước IP67 trong cái tầm giá, nó đã là vô địch so sánh với rất nhiều như đối thủ rồi. Chưa kể nữa chạy chip Dimensity 1080 thì nó cũng sẽ giúp các bạn có thể quẩy game một cách ngon hơn. Đấy, đó cũng là những điểm cộng mà các bạn có thể tham khảo trên cái điện thoại này. Điểm yếu đó là cái màn hình theo kiểu giọt nước thì nhìn nó hơi chán đời một tí. Nhưng nếu như các bạn chấp nhận được cái yếu tố này thì rõ ràng chúng ta có một cái máy nó hội tụ đầy đủ từ hiệu năng ok, từ thương hiệu ok, phần mềm làm ok mà cái trải nghiệm của nó mang lại cũng thực sự rất là tốt. Vậy các bạn nghĩ sao? Và cuối cùng là con Realme 11. Realme 11 thì cũng là một cái máy mà mình cũng đã làm một cái video review khá là chi tiết và khá là kỹ. Thì điểm cộng của con Realme 11 này nó đến từ yếu tố thứ nhất, đó là cái thiết kế rất là bắt mắt. Thứ hai là cái camera thực sự là dùng rất ok trong cái tầm này, với cái camera chính 108 megapixel. Và thêm nữa là nó cũng có hội tụ đầy đủ khá nhiều thứ liên quan đến hiệu năng cũng đủ dùng này, gaming cũng đủ tốt này, hay thậm chí nhá là cái thời lượng pin cũng như là sạc cũng không thể nào chơi được trong cái tầm giá. Cái vấn đề của Realme 11 đó là cái cằm bên dưới thì nó hơi dày. Nhưng mà thật ra mà nói thì cái thiết kế này thì chúng ta phải chấp nhận cho một con điện thoại giá rẻ. Muốn nó đẹp hơn, muốn nó xuất sắc hơn thì Realme cũng có những con như Realme 11 Pro hay Realme 11 Pro Plus. Đó là sự đánh đổi mà các bạn sẽ phải chấp nhận mà thôi. Nó sẽ tập trung vào thiết kế đẹp, camera đẹp, hiệu năng đủ dùng, pin tốt, sạc nhanh. Vậy là ok. Tóm lại, những cái điện thoại tầm trung trung bây giờ với tầm từ 6 cho đến 8 triệu, các bạn để ý thấy chúng ta đều có những đặc điểm chung mà các hãng bây giờ cố gắng tập trung vào thiết kế rất là đẹp và cái camera gần như là tốt nhất có thể. Bên cạnh đó thì những yếu tố liên quan đến màn hình, hiệu năng thì mỗi hãng sẽ có những cách tiếp cận khác nhau và mỗi các hãng họ sẽ tối ưu theo những cái cách khác nhau. Nhưng mà cũng trộm vía một cái là chúng ta trong cái tầm này có hai cái sản phẩm đến từ Samsung nó khá là khác biệt. Galaxy S20 FE nó là một cái điện thoại cũ giảm giá xuống thì nó có quá nhiều tính năng cao cấp, hay là Galaxy A34 5G thì ít nhất nó vẫn tạo nên cái sự khác biệt đối với những chiếc điện thoại đến từ Trung Quốc ở cái khoản đó là cái thiết kế và đó là cái kháng nước chuẩn IP67. Vậy các bạn nghĩ sao? Tóm lại, những chiếc điện thoại mà mình đưa ra, mỗi chiếc nó sẽ có những đặc điểm riêng và mong rằng các bạn sẽ tìm được sản phẩm phù hợp đối với nhu cầu của bạn. Chứ còn mình nói thẳng luôn, không có một chiếc điện thoại nào là tốt nhất trong cái tầm này cả. Ngay cả đến những mẫu flagship cao cấp nhất bây giờ thì cũng không có một cái điện thoại nào là tốt nhất dành cho tất cả mọi người cả. Quan trọng là chúng ta phải tìm được cái sự phù hợp. Và mong rằng sau video lần này thì các bạn sẽ tìm được ra cái sự phù hợp đó nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.